Trước thông tin một số địa phương cách ly người dân về quê đón Tết Nguyên đáng, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho người dân về quê, không thực hiện việc cách ly y tế. Theo đó, người dân sinh sống tại khu vực thuộc 4 cấp độ dịch COVID-19 không phải cách ly y tế khi về quê đón Tết, ngoại trừ các trường hợp thuộc diện theo dõi sức khỏe hoặc đang ở trong khu phong tỏa. Bộ Y tế cũng đề nghị địa phương hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đáng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở, thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định.